Vâng, thưa quý vị, chúng ta đang gặp mặt với chị Phạm Như Toại đến từ San Diego. Chị là một người phụ nữ khi đến Hoa Kỳ năm 23 tuổi và chị lập gia đình với một người Mỹ có bốn đứa con. Cuộc sống của chị nó cũng êm đềm như tất cả những người khác, nhưng mà tại sao ngày hôm nay chúng tôi mời chị lên đây là bởi vì những cái hoạt động của chị có cái sự hữu ích đến với cộng đồng của chúng ta. Và đó là lý do mà chúng tôi mời gọi chị Phạm Như Toại đến đây để chia sẻ cái công việc và cái tâm tình của chị với chúng ta. Mời chị nói chuyện tiếp với khán giả của đài. Thì Phi Lan muốn hỏi là sau những cái sự suy nghĩ đó, tức là chứng tỏ là chị và cái văn hóa của mình đó và cái tình cảm của chị đến với người chồng Mỹ này thì nó hai cái nó rất là gần gũi nhau, nó không có sự gì khác khác biệt. Chị không có còn cảm thấy rằng là ồ, chị là người Việt mà ông là người Mỹ là có một cái sự cách biệt về văn hóa không có đúng, bởi vì chị rõ ràng là chị đang đang ca ngợi là chồng chị là một người như những người đàn ông Việt Nam khác, cũng có một cái sự quan tâm tới vợ con, và chị là một người phụ nữ được chấp nhận ở trong nhà để chăm sóc chồng con. Thế thì cái chị vừa mới nói với Phiên Đan đó là chị suy nghĩ là nếu mà con chị đến trường thì chị phải làm một cái gì đó trong cái giờ nó đến trường, và chồng chị đã đồng ý điều đó. Có phải là đây là một cái bước ngoặt để làm cho chị suy nghĩ là chị phải theo nó đến trường để hoạt động với nó hay không? Rất là đúng. Tại vì tôi cũng tò mò, tôi muốn biết cái vấn đề học vấn ở bên Mỹ này như thế nào. Thì chỉ có cách á, là mình phải đến trường rồi mình ngồi trong lớp của con mình thì mình theo dõi rồi mình cũng như là mình hoạt động với lại cô giáo, thầy giáo. Thành ra tất cả những cái gì mà mình biết là mình có thể mình giúp được cho họ, cho cái trường học mà con mình đang học đó, thì mình cứ việc mình nói ra, mình bằng lòng, mình volunteer, mình xung phong, mình nói là mình làm được, rồi mình cố gắng mình làm, thì từ từ đó người ta rất là nể những cái người mẹ, những người phụ huynh đó mà đến đặng để mà giúp đỡ cho trường học. Rồi cái lợi nhất á, là mình theo dõi con mình. Cái chữ theo dõi không phải là mình theo dõi Quan nó, sát phải dùng. quan sát với lại mình cả nó cảm thấy nó an tâm nữa, tại À đúng vì rồi. còn nhỏ mà, con mà mới học khoảng Quay lại thấy chừng có mẹ là thấy. đấy, rồi lại rất là cảm phục mẹ, là ô mẹ làm được, cô giáo con khen mẹ. Rồi có một cái mà những cái mà tôi không bao giờ tôi quên đó là cô Phiến Đan biết không, những cái ngày Tết Việt Nam đó là tôi xung phong, tôi đem cái cổ truyền và cái phong tục tập quán ngày Tết, thí dụ như thức ăn, quần áo, rồi tôi đem đến trường từng lớp một, rồi tôi cho chúng cho học trò biết là ở Việt Nam của chúng tôi đó thì 3 ngày Tết đó, là ăn những cái món gì, rồi tôi lại đem vô tôi làm ngay trước mặt của mấy em. Rồi nhiều khi có trường đó, họ đem 3 4 lớp vào trong một Phòng. cái phòng rồi sinh hoạt, rồi tôi đứng tôi giảng nghĩa cái bánh chưng như thế nào, lý do tại sao, rồi bánh tét, rồi những cái món mứt, rồi những cái thức ăn cổ truyền của mình đó, là ôi nghĩa là người ta rất là phục. Rồi sau đó trở đi đó, cứ mỗi trường họ khi họ gần Tết là họ phải chọn ngày đặng để mà tôi từ trường này qua trường kia đặng để mà Giới giúp thiệu họ. thì giới thiệu. Vâng, cho lên đến trung học cũng vậy, lên đến trung học tôi cũng làm. Thành ra cái mà mấy con tôi nó rất hãnh diện đó là mẹ của chúng nó lúc nào cũng đem cái niềm vui đến cho trường. Và tôi cũng rất là hãnh diện là được tham dự như vậy. Thưa quý vị nghe câu chuyện với chị Như Tạo thì Như Tọa thì quý vị thấy rõ ràng là chị là một người rất là năng nổ và có cái tâm tình. Chị đã nối kết được cái văn hóa Việt Mỹ trong một cái sinh hoạt trường học với con cái. Thế thì tất cả các vị phụ huynh Việt Nam của chúng ta ở đâu đó trên thế giới này, có thể quý vị ở Canada, quý vị ở Mỹ hay là ở Úc hay là ở Âu Châu, quý vị nếu mà có nghe cái cuộc nói chuyện này thì quý vị cũng cảm nhận là làm thế nào để chúng ta gần với con hơn và làm thế nào để gần với cái sự giáo dục con cái mà nó sẽ sắp sắp được tiếp nhận. Có thể là một cái điều tốt hay là một cái điều xấu, mình vì mình có cái đôi mắt quan sát
đến gần với con cái thì mình mới có thể chia sẻ, mình mới có thể đóng góp và mình mới có thể gạn lọc được cái gì con mình nhận được và con mình không nhận được, con mình không nên nhận. Thật ra là chúng ta mỗi một ngày chúng ta có 24 giờ, nhưng mà rõ ràng nếu con mình đến trường 8 tiếng đồng hồ đi trong một ngày đi, thì mình sẽ còn bao nhiêu thời gian nữa để gặp nó nếu như mình cũng phải có 8 tiếng đồng hồ để đi làm việc. Cho nên là cái cách thức của một người mẹ, một người phụ huynh muốn có thể hiểu con mình nhiều hơn, để đừng có than phiền rằng là nó qua đây nó có một đời sống Mỹ, nó không có gần gũi mình, nó không có hiểu mình, và nó có một cái đời sống của nó. Nếu quý vị muốn bớt đi cái phần đó thì chính chúng ta phải là cái người nhập cuộc với con cái của mình trong một cái môi trường nào đó. Đúng không thưa chị? Đúng, rất đúng. Cho nên đối với chị Như Tạo, chị Như Toại đã làm được một cái điều mà rất ít có người nào mà nghĩ đến cái điều đó. Tại vì thường thường chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đưa con đến trường, có nhiều khi Phiên Nam vẫn nhớ là lúc mà mình ở bên Úc á chị, con của Phiên Nam, cháu mới có 4 tuổi đi đến trường mẫu giáo, 5 tuổi. Mỗi lần mà mình đưa nó đến trường là nó cứ bám lấy mình, mà nó cứ ôm cái chân mình, mà nó quay lặt lại là nó cứ khóc, nó cứ dúi mặt vào trong cái đùi của mình mà nó khóc. Thì mình muốn gỡ nó ra, mà mình nói là con ở đây có bạn đông là vui này, bạn bè cứ tấp tới lại đứng nhìn nhìn nó thế này, mà nó rất là sợ hãi. Nhưng mà khi mà đúng, cô giáo nói là mẹ mày á, mẹ của con nó không có ra khỏi cái lớp này đâu, đứng đây đi, đứng đây đi, thì mình vẫn cứ phải đứng thế này là mình nhìn cháu, mà cháu nó cứ ngồi mà nó cứ nhìn mặt mặt trên bảng thì không nhìn, mà cứ quay lại nhìn mẹ không à. Đúng, chị nói rất đúng, là vì nó chưa có quen được cái sự rời bỏ người mẹ của nó. Cho nên là chỉ có mà nói thật độ chừng 1-2 hôm thôi, mình vừa mới đưa nó đến lớp là mẹ đi về đi, mẹ đi về, nó đuổi. Cho nên thưa quý vị, rõ ràng là cái sự nhập cuộc của phụ huynh nó rất là quan trọng. Vậy thì đối với chị á, cái dạo đó thì con chị bao nhiêu tuổi? Tôi có 4 cháu, nhưng mà chúng nó cũng cách xa nhau chứ không có gần. Là cô cả nó cách cô thứ nhì đã 7 năm sau. Rồi cô thứ nhì đã cách cô thứ ba là 5 năm sau. Đó là mới là như là có 3 cô đầu tiên. Xong rồi cái cậu cuối cùng đó thì cách 2 năm thì tôi được một cậu Úc. Ai cũng chọc tôi cái đó, nhưng mà thì thành ra cái cô cả đã vào đại học rồi thì cái cậu Úc á mới chập chững vào mẫu giáo. Thành ra là cái sự chia sẻ những cái trách nhiệm đối với mẹ là của người chị giúp đỡ em cũng nhiều lắm phải không? Cũng không có gì, tại vì mấy cháu nó lớn lên rồi, tụi nó đi học xa rồi. Nhưng mà chỉ có cái lời vui, cái là như là cái cậu Út khi bắt đầu vào mẫu giáo đó thì thường thường cái ngày tựu trường đó thì cô giáo mới là bỏ tất cả phụ huynh phải ngồi lại để họ nói về cái chương trình mẫu giáo trong cái năm đó như thế nào, rồi hay là có những cái cuộc vui, cuộc chơi gì. Thì tôi ngồi tôi cũng thiệt, tại vì con mình nó là cái năm đầu tiên của nó thì mình cũng phải như tất cả những người khác, tôi cứ nhìn bên trái bên phải, tôi nhìn sao tôi nói ủa sao tôi già quá, tại vì đã có cô con gái học đại học rồi mà mình bây giờ mới lại ngồi ở trong cái lớp này với lại tất cả các phụ huynh lúc đó còn trẻ tuổi, cũng có thể bằng tuổi con gái mình. Thành ra tôi cứ nhìn và tôi cảm thấy tôi buồn cười, nhưng mà cũng nhờ như vậy đó mà tôi cũng giúp cái lớp mẫu giáo của cậu Út của tôi đó là cũng rất là thành công. Thí dụ bất cứ họ cần cái gì là tôi đều biết trước hết, là tôi đã sắp xếp rồi tôi giúp đỡ cho họ. Thành ra hai cái cô giáo cho cái lớp mẫu giáo đó, hai cô đó rất là mến tôi, chứ không phải là nói thì con nó học như thế nào đó thì cái đó là trong cái lớp học, nhưng mà cái gì đó là tôi cũng vươn tay vào tôi giúp. Thưa quý vị, một người mẹ phải hội nhập, và cái điều đó nó sẽ có cái thay đổi gì trong cái tương lai về sau này của đối với chị, và tại sao lại chị lại có cái cảm hứng là muốn giúp đỡ những người cao niên để họ có một cái động lực yêu thích cuộc sống hơn, thì mời quý vị theo tiếp sau phần giới thiệu các cơ sở thương mại Bảo Trợ Cho Đài.